về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các con đến với môn tiếng Việt lớp 5. Cô trò mình cùng tham gia tiết học, luyện từ và câu, ôn tập về từ và cấu tạo từ. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng mình thực hiện được các mục tiêu, tìm và phân loại được từ đơn, từ phức, xác định đúng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học thôi. Chắc hẳn, năm học lớp 4, các con đã có những ấn tượng đẹp đẽ về nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Để hoàn thành mục tiêu bài học ngày hôm nay, chúng mình cùng vượt qua những thử thách trong chuyến phiêu lưu cùng Dế Mèn nhé! Chúng ta hãy giúp bạn Dế Mèn rủ thêm nhiều bạn nữa tham gia cùng chuyến phiêu lưu này. Hãy bắt đầu thôi! Vượt qua thử thách đầu tiên, chúng ta sẽ giúp được Dế Mèn rủ bạn Châu Chấu tham gia cuộc hành trình đấy. Thử thách số 1. Lập bảng phân loại các từ trong khổ thơ sau đây theo cấu tạo của chúng. Biết rằng các từ đã được phân cách với nhau bằng dấu gạch chéo. Đề bài yêu cầu lập bảng phân loại các từ theo cấu tạo của chúng. Hai cha con bước đi trên cát, ánh mặt trời rực rỡ biển xanh, bóng cha dài lênh khênh, bóng con tròn chắc nịch, theo Hoàng Trung Thông. Một yêu cầu nữa, tìm thêm ví dụ minh họa cho các kiểu cấu tạo từ trong bảng phân loại em vừa lập. Mỗi kiểu thêm 3 ví dụ. Các con đã nắm được yêu cầu chưa? Khổ thơ, hai cha con bước đi trên cát, ánh mặt trời rực rỡ biển xanh, bóng cha dài lênh khênh, bóng con tròn chắc nịch. Các từ đã được phân cách với nhau bằng dấu gạch chéo rồi đấy. Mời các con đến với. Theo các con, trong tiếng Việt có những kiểu cấu tạo từ như thế nào? Mời các con cùng nhớ lại sơ đồ cấu tạo từ trong tiếng Việt. Từ được chia thành hai loại là từ đơn và từ phức. Từ đơn chỉ có một tiếng, còn từ phức có từ 2 tiếng trở lên, được chia thành hai loại, từ ghép và từ láy. Các con đã nhớ lại những kiến thức này chưa? Khi đã nhớ lại những kiến thức này được học từ năm lớp 4, chúng mình hãy cùng nhau xếp những từ có trong đoạn thơ sau vào bảng phân loại từ. Chúng mình cũng đừng quên dừng video lại để hoàn thành bài tập nhé. Các con đã làm xong chưa nào? Hãy đến với đáp án của cô. Từ đơn là từ chỉ có một tiếng, gồm có hai, cát, bóng, con, bước, ánh, bóng, tròn, đi, biển, cha, trên, xanh, dài. Những từ còn lại là từ phức. Các con chú ý chia thành hai loại, từ ghép và từ láy nhé. Từ ghép có cha con, mặt trời, chắc nịch. Từ láy rực rỡ, lênh khênh. Đáp án của các con có giống với của cô không? Cô chúc mừng những bạn nào có câu trả lời chính xác.
Vậy là thông qua hoạt động vừa rồi, chúng ta đã nhớ được tiếng cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn, từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức. Từ phức được chia thành hai loại là từ ghép và từ lấy. Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu đấy các con ạ. Việc hoàn thành thử thách vừa rồi, chúng ta đã giúp dế mèn rủ được bạn châu chấu tham gia cuộc phiêu lưu của mình rồi. Nào, hãy giúp dế mèn rủ thêm nhiều bạn nữa nhé. Chúng mình cùng tham gia thử thách tiếp theo. Các từ trong mỗi nhóm dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào? A. Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống. B. Trong veo, trong vắt, trong xanh. C. Thi đậu, sồi đậu, chim đậu trên cành. Theo các con, những từ này có mối quan hệ như thế nào? Đó là những từ đồng nghĩa, đó là những từ đồng âm, hay đó là một từ nhiều nghĩa? Để giúp cho chúng mình hoàn thành tốt thử thách vừa rồi, chúng ta hãy cùng nhớ lại kiến thức về từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Ví dụ, mẹ với má là từ đồng nghĩa chỉ người đã sinh ra chúng mình. Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau. Ví dụ từ chân trong chân em bé và từ chân trong chân bàn, chân ghế là những từ nhiều nghĩa. Còn từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa. Các con đã sẵn sàng dừng màn hình để thực hiện thử thách vừa rồi chưa? Mời các con bắt đầu. Hãy cùng đối chiếu với bài làm của cô nhé. Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống. Đó là một từ nhiều nghĩa. Trong veo, trong vắt, trong xanh. Đó là những từ đồng nghĩa. Còn thi đậu, sôi đậu, chim đậu trên cành là những từ đồng âm khác nhau hoàn toàn về nghĩa. Vậy là bài tập số 2 này cũng đồng thời chính là thử thách vừa rồi của chúng mình đấy. Các từ trong mỗi nhóm đánh cờ, đánh giặc, đánh trống là một từ nhiều nghĩa. Từ trong, trong trong veo, trong vắt, trong xanh là những từ đồng nghĩa. Từ đậu trong thi đậu, sôi đậu, chim đậu trên cành là những từ đồng âm đấy các con. Chúc mừng các con đã hoàn thành thử thách. Và bây giờ, chúng mình hãy giúp dế mèn rủ thêm nhiều bạn nữa nhé. Muốn rủ bạn bọ, hãy cùng đến với thử thách. Tìm các từ đồng nghĩa với các từ in đậm trong bài văn dưới đây. Theo em, vì sao nhà văn chọn từ in đậm mà không chọn những từ đồng nghĩa với nó? Nhiệm vụ đó là tìm từ đồng nghĩa với những từ in đậm. Cây dơm. Cây dơm đã cao và tròn nóc. Trên cọc trụ, người ta úp một chiếc nồi đất hoặc ống bơ để nước không theo cọc làm ướt từ ruột cây ướt ra. Cây dơm giống như một túp lều không cửa, nhưng với tuổi thơ có thể mở cửa ở bất cứ nơi nào. Lúc chơi trò chạy đuổi, những chú bé tinh ranh có thể chui vào đống dơm, lấy dơm che cho mình như đóng cánh cửa lại. Cây dơm như một cây nấm khổng lồ không chân. Cây dơm đứng từ mùa gặt này đến mùa gặt tiếp theo.
Cây rơm dâng dần thịt mình cho lửa đỏ hồng căn bếp, cho bữa ăn rét mướt của trâu bò. Vậy mà nó vẫn nồng nàn hương vị và đầy đủ sự ấm áp của quê nhà. Mệt mỏi trong công việc ngày mùa hay vì đùa chơi, bạn sẽ sung sướng biết bao khi tựa mình vào cây rơm. Và chắc chắn bạn sẽ ngủ thiếp ngay vì sự êm đềm của rơm, vì hương đồng cỏ nội sẵn đợi vỗ về giấc ngủ của bạn. Các con thân mến, những từ in đậm, cô đã in bằng màu đỏ, tinh danh, dâng và êm đềm. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đó là tìm những từ đồng nghĩa với từ tinh danh, dâng và êm đềm. Nào, các con đã sẵn sàng đối chiếu câu trả lời với cô chưa? Từ đồng nghĩa với từ tinh danh, các con tìm được những từ nào? Có thể là tinh khôn, danh mãnh, khôn ngoan, danh ma. Từ đồng nghĩa với từ dâng, cô tìm được hiến, tặng, biếu, cho, nộp, cống. Con tìm được từ nào đồng nghĩa với từ êm đềm? Các từ của con có giống của cô không? Cô tìm được êm ả, êm ái, êm dịu, êm đềm. Theo các con, vì sao nhà văn lại chọn những từ được in màu đỏ mà không chọn những từ đồng nghĩa với nó nhỉ? Cô tin rằng các bạn đều không thấy khó với câu hỏi này. Tác giả không lựa chọn từ thay thế với từ đồng nghĩa, bởi lẽ đây là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, khi thay thế không thể hiện phù hợp đầy đủ sắc thái biểu cảm của câu. Cũng là một lưu ý với các con khi chọn từ thay thế. Chỉ được phép thay thế những từ đồng nghĩa hoàn toàn và không cần phải cân nhắc. Nhưng với những từ đồng nghĩa không hoàn toàn, chúng ta cần phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng sao cho phù hợp với văn cảnh. Qua thử thách vừa rồi, các con hãy ghi nhớ, từ đồng nghĩa được chia thành hai loại, từ đồng nghĩa hoàn toàn, thay thế được với cho nhau trong lời nói. Từ đồng nghĩa không hoàn toàn, khi dùng những từ này, chúng ta cần phải cân nhắc để lựa chọn cho đúng và hợp lý. Chúc mừng con và dế men! Nào, chỉ còn một nhân vật nữa cần chinh phục thôi. Chúng ta hãy cố lên nào! Thử thách tiếp theo, tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi ô trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau. A. Có mới nới, chấm chấm. B. Xấu gỗ, chấm chấm, nước sơn. C. Mạnh dùng sức, chấm chấm, dùng mưu. Trong câu A, có mới nới chấm chấm, trái nghĩa với mới là gì? Trái nghĩa với mới là cũ. Ta có câu có mới nới cũ. Câu B, trái nghĩa với xấu là đẹp, là xinh, phải không nào? Các con chọn từ gì? Xấu gỗ, tốt nước sơn. Ý C, mạnh dùng sức, chấm chấm dùng mưu. Trái nghĩa với mạnh là yếu, mạnh dùng sức, yếu dùng mưu. Các con thân mến, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các thử thách và giúp cho dế mèn kiếm thêm được nhiều bạn trong chuyến phiêu lưu của mình rồi đấy. Những thử thách vừa rồi đồng thời cũng là các bài tập có trong sách giáo khoa. Cô hy vọng qua việc chinh phục các thử thách vừa rồi, các con đã đạt được những mục tiêu mà mình đề ra trong đầu tiết học. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.
của học viện Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện Rách.